Chào cô. Dạ, chào chú. À, cho tôi gặp giám đốc công ty. Chú có hẹn trước không chú? Có. Dạ, mời chú vô phòng giám đốc ạ. Cảm ơn. Vô đi. Anh. Chào. Chào cậu. Anh gặp tôi chắc có gì để trao đổi chứ hả? Có vài điều muốn bàn với cậu. Đây là thư ký của tôi. Anh cứ tự nhiên. Chào anh, cô. Ngồi đi. Mời anh ngồi. Em coi dự án này rồi đánh dấu chỗ cần lưu ý cho anh nha. Làm ở đây cũng được. Sao? Anh gặp tôi có chuyện gì không? Nói đi tôi nghe. Về việc bên khu giải trí đó, chỗ tôi và chỗ anh Khâm đã có sự thảo luận và đi đến thống nhất chung. Thống nhất về chuyện gì? Chỗ tôi và chỗ anh Khâm đều cho rằng dự án khu giải trí đó tồn tại ba bên đó là điều không cần thiết. Không cần thiết là sao? Ý anh là gì? Tôi muốn là hoặc là chỗ tôi phải làm bên cậu, hoặc là chỗ tôi phải làm bên anh Khâm. Nhưng mà bên anh Khâm đã nói là sẽ đảm đương được, cho nên tôi hy vọng là sẽ hợp tác với cậu ở lần sau, trong những dự án tới. Thì ra các anh thẩm thục sau lưng tôi à? Muốn hất cản tôi à? Các anh nên nhớ, dự án này á, ban đầu chính tôi làm chủ. Tôi biết. Nhưng mà bây giờ cậu nói chuyện đó để làm gì? Tôi đang nói các anh quá tráo trở. Không thể có chuyện muốn lội tôi ra thì lội đâu. Vậy bây giờ cậu muốn làm sao? Tôi muốn có cuộc gặp mặt ba bên, đối chất sòng phẳng, ngay trong ngày hôm nay. Ok, được thôi. Vậy cậu cứ qua tôi đi, tôi sẽ gọi anh Khâm. Anh, có chuyện gì vậy anh? Anh đang đau đầu lắm. Anh muốn ở một mình. Có chuyện gì anh nói cho em nghe được không? Anh đã nói là anh muốn ở một mình. Em về làm việc đi. Em về đi. Tìm chỗ nào kín đáo một chút. Chị nghe thấy hết rồi hả? Đâu có, chỉ nghe được toàn bộ thôi, đủ để biết cô là ai. Chị đứng lại, cô định làm gì? Giết người diệt khẩu hả? Chị định nói với anh Nghiêm chuyện này sao? Không không, tôi không dám nói, tôi sợ anh sẽ thở oxy mất. Chị cứ nói thoải mái đi. Mà chị cứ nghĩ đi, anh Nghiêm tin chị hay là tin tôi? Không phải thấp tôi. Có ai có ý kiến gì nữa không? Vậy thì chúng ta chơi vụ này tới cùng. Có nghĩa là mình sẽ giao hết tiền để trả cho bên Hoàng Thi hả anh? Em thấy như vậy là quá nguy hiểm. Đúng. Chính bởi vậy, hôm nay tôi mới triệu tập cuộc họp này. Đề nghị mọi người làm việc tập trung và nghiêm túc, xem chúng ta huy động tối đa là bao nhiêu. Dạ, và ngày mai em sẽ giao bản báo cáo tài chính cho anh.
Tốt lắm. Anh à, em thấy vụ này không chắc ăn đâu. Phải đó, em cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Không lẽ bên Đoàn Minh muốn hất cẳng em? Chuyện này đáng ngờ lắm. Làm ăn thì lợi nhuận đặt lên hàng đầu. Có lợi nhuận thì làm gì chẳng được. Hợp tác với ai mà chẳng xong. Thằng bắt con, ngựa non háu đá như vậy, phải cho nó một vú chứ. Thôi, mọi người về làm việc đi. Dạ, dạ. Anh có vẻ phấn khởi vậy. Muốn uống ly rượu không? Cho anh một ly. Quả này hạ được nóc ao thằng đó. Đã quá. Mời anh. Hôm bữa em có chuyển cho anh giấy mời thầu bên KLD, anh đọc chưa? Nghe bọn tay trong nói dự án này có vẻ ngon ăn. Anh có muốn tham gia không? À, anh cũng đã có nghe tới vụ này rồi. Nhưng đã lỡ ôm cái dự án bên khu giải trí nên đành thôi vậy. Hơi tiếc. Alo, tôi Đoàn Minh đây. À, xin chào, tôi Gia Khâm đi. Chuẩn bị chưa? Thằng Nghiêm nó muốn gặp trong ngày hôm nay đó. Tôi thì cần gì mà phải chuẩn bị. Tôi đã sẵn sàng. À, vậy lát nữa gặp nghe. Nhất trí, lát nữa. Chào anh. À, anh phải đi đây. Sao có một cuộc gặp mà anh trông đợi rồi. Chúc anh may mắn. Anh Nghiêm, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Để khi khác, giờ tôi đang có việc gấp. Nhưng mà chuyện quan trọng lắm. Có việc gì từ từ nói sau. Không có mất nhiều thời gian đâu mà. Tôi đã nói để khi khác rồi mà. Chị vẫn quyết tâm mách lẻ bằng được đó hả? Ngay cả khi anh không muốn nghe hay sao? Được trời tráo của cô bắt đầu làm tôi ngưỡng mộ rồi đó. Tôi chơ hay là chị chơ đây? Chị biết thừa là anh Nghiêm yêu tôi, nhưng chị vẫn cứ cố quẩn cho anh ấy, còn tỏ ra trung thành với anh ấy để làm gì? Chị nói đi chứ. Tôi là nhân viên, ông chủ sắp bị đâm một nhát, tôi hôn lên một tiếng. Như vậy thì sao? Tôi thật không ngờ hai người lại tráo trở đến như vậy. Cậu cứ bình tĩnh, tôi đã thống nhất với anh Khâm rồi, không để cho cậu bị thiệt đâu. Hai anh á, tự ý bàn bạc, không hề thông qua ý kiến của tôi một chút nào hết. Trong khi tôi thực tâm coi hai anh là đồng minh, là đối tác. Các anh lại thừa cơ lúc tôi không để ý á, rồi hất cản tôi ra là sao? Kìa, cậu cứ nặng nề như vậy làm chi? Đằng nào chúng tôi cũng muốn giải quyết việc này êm thấm và tốt đẹp nhất. Đúng không anh? Khi muốn cậu rút lui, chúng tôi cũng đã cân nhắc. Có thể cậu hơi thiệt thòi một chút, nhưng thôi, vì quyền lợi của cả ba bên mà. Ba bên? Tôi có quyền lợi gì khi bị các anh hất cản tôi ra? Hả? Các anh nên nhớ, cái dự án này là chính tay tôi mang về, và chính tay tôi mời hai anh hợp tác. Anh nói đi. Cậu không cần phải nói nhiều nữa. Tôi với anh Khâm đã quyết rồi. Các anh là đồ tráo trợ, muốn hất cản tôi à? Vậy còn công sức của tôi, số tiền của tôi bỏ ra thì các anh tính sao? Làm gì mà nóng vậy? Cậu yên tâm, chúng tôi đã nói rồi, không để cho cậu thiệt đâu. Không thiệt là sao? Tôi đã trao đổi với anh Khâm rồi,
bên công ty ảnh sẽ ôm hết dự án này, cho nên sẽ gửi trả toàn bộ số tiền mà cậu đã đầu tư, cộng với một khoản gọi là... Ý cậu sao? Các anh nghĩ vậy là xong à? Hả? Còn thiệt hại về công sức, tinh thần và danh dự của tôi nữa. Thì các anh tính sao? Chúng tôi còn làm ăn được với ai nữa khi bị các anh hất cẳng giữa chừng như vậy chứ? Tôi không chịu. Cậu không còn sự lựa chọn nào hết. Cũng như anh Minh đã nói, ngoài số tiền đầu tư, cậu có nhận thêm một khoản. Thôi, cứ coi như tôi với cậu chưa có duyên. Chúng ta sẽ hợp tác dịp khác vậy. Ok. Tôi sẽ kiện các người. Cậu cứ kiện đi. Cậu có sức đi kiện, tôi có sức theo học. Hay cậu muốn cả tôi và Đoàn Minh đồng loạt tuốt chuông để cậu thực hiện một mình? Liệu cậu có đủ sức không? Anh Khâm nói đúng đó. Cậu kêu luật sư đọc lại hợp đồng đi, trong đó còn nhiều khe hở lắm. Các người chờ đó. Vậy là xong. Anh nhớ gửi bản thanh lý hợp đồng sớm nha. Tôi làm ngay. Tôi đi cà phê nha. Mấy giờ xong? Khoảng 6 giờ là xong thôi. Chào giám đốc. Giờ đó chuẩn bị hẹn hò là được rồi. Ê ê. Nè, không hiểu giám đốc có chuyện gì mà nhìn mặt buồn lắm á. Vậy hả? Có chuyện gì vậy anh? Công ty mình vừa bị hất cẳng khỏi dự án khu giải trí. Làm sao có thể có chuyện này được chứ? Dự án này chính anh đưa họ vào mà. Bởi vậy mới nói. Đúng là lòng người khó đoán. Thôi, anh đừng buồn nữa. Em về đi. Anh muốn yên tĩnh một lúc. Anh nè, nhưng em có chuyện này cần phải nói với anh ngay. Chuyện gì? Em đang ấm ức lắm. Không hiểu sao mấy hôm nay chị Thư cứ úp úp mở mở, nói em làm nội gián. Em ức lắm. Sao chị ấy lại có thể gấp lửa bỏ tay người như vậy được chứ? Tôi gấp lửa bỏ tay người sao? Chị có biết phép lịch sự không? Chị đi vô phòng phải gõ cửa chứ. Chị tính nghe lén hả? Ồ, cô có gì khuất tất? Sợ người khác nghe lén hả? Tôi đang tính gõ cửa thì bỗng nhiên nghe tên mình được nhắc, nên muốn nghe cho đủ thôi. Chị đừng có tưởng miệng lưỡi của mình sắc sảo, muốn vu cho ai cái gì thì vu nha. Tôi vu cho cô cái gì vậy? Chị kêu tôi là nội gián, rồi còn đặt điều này nọ. Cô hỏi lại giám đốc xem, tôi đã nói cái gì cho anh ta chưa? Mà tôi chưa kịp nói cái gì, cô đã vội dạch áo cho người xem lưng rồi. Chị dám nói như vậy hả? Hai người thôi đi. Đó, anh nghe chị nói chưa? Rõ ràng là chị ám chỉ em mà. Anh thử nghĩ coi, cứ nói như vậy, làm sao mà em ở đây làm việc được chứ? Anh không tin em thì
Tôi sẽ giải thích tất cả. Anh đừng nghĩ ngợi chuyện dự án đó nữa. Thôi kệ, không có chỗ đó mình làm chỗ khác. Ừ, em không phải lo cho anh đâu. Em cảm ơn anh. Về chuyện gì? Vì anh đã tin và yêu em. À, tới giờ anh phải về công ty rồi. Anh có hẹn với khách. Ừ. Anh đi nha. Alo, cho tôi một chiếc taxi đến số 818 đường Lê Văn Sĩ. Em gửi anh. Nè, em làm ở đây lâu chưa? Em xin lỗi anh, em ngồi đi chơi với anh một chút đi. Em có cảm giác tán gái là thói quen của anh. Thấy gái mà anh không tán, hình như anh không chịu được hả? Em mỉa mai anh làm gì? Em chẳng mỉa mai. Em cũng chẳng lạ gì chuyện của anh với cô thư ký. Em chỉ tự hỏi, con trai anh có ý kiến gì không? Khi thấy ba nó tối ngày cặp kè với mấy cô nàng đáng tuổi con cháu của anh thôi. Thì anh cũng là một trong đám con cháu đó còn gì. Nè, lại giận rồi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi em. Em nói anh nghe coi, tình hình nó thế nào? Nặng nề và u ám lắm. Anh ta vẫn còn đang sốc. Chắc giờ này anh ta vẫn còn đang uống rượu. Và đập phá được chứ gì. Chắc nó không ngờ nó bị chơi một chút đau như thế này. Nhưng con Thư biết em làm nội gián rồi. Bây giờ phải làm sao đây anh? Giờ mà nó có phát hiện ra thì cũng chẳng sao. Biên bản hợp đồng thanh lý anh đã làm xong rồi. Em muốn về công ty anh lúc nào cũng được. Sao? Hay em tiếc thằng đó chứ gì? Em... em cứ xem lại đi, coi nó có kết em hay không. Nếu cần, anh sẵn sàng cho em ở bên đó với nó. Nghiêm. À chú. Tôi về nghe mọi người nói là cậu xuống đây. Tôi đi xuống đây kiếm cậu ngay nè. Cậu xuống đây có việc gì vậy? Có gì đâu chú. Con vẫn thích làm gớm mà. Hồi trước kia chị Thi mà không cản á, có thể bây giờ con trở thành thợ làm gớm rồi đó. Nếu mà cậu muốn làm thợ thì cứ để lúc khác. Bây giờ tôi có việc quan trọng muốn trao đổi với cậu đây. Cậu lên văn phòng của tôi nha. Dạ. Chào mấy chị nha. Cậu ngồi đi. Dự án khu liên doanh như thế nào?
Tài mắt của chú ghê quá ha. Dự án tuyệt mật như vậy mà chú cũng biết nữa. Là cậu coi thường lão già này thôi, nên cậu không cho tôi biết. Nhưng mà cậu nghĩ coi, dự án lớn như vậy mà tôi không thể không quan tâm sao? Dạ con xin lỗi chú. Có vài chuyện con sẽ nói với chú sau. Dự án này là dự án then chốt của chúng ta. Nếu nhận được dự án này thì công ty của chúng ta sẽ có một khoản kha khá. Nhưng hiện tại dự án đang chờ đợi kết quả, con cũng chưa chắc lắm. Vậy cậu tính buông khu giải trí thật sao? Không phải tính nữa, mà con buông thiệt rồi chú à. Tôi đoán cậu tính cho ông Khâm sa lầy vào chính dự án đó, đúng không? Thư rất lo cho cậu đó. Cô dẫn Thư xuống đây đúng không chú? Ừ. Con bé không hiểu cô làm gì nên nó lo. Dạ, khi xong việc cậu sẽ biết mà chú. Cậu vẫn nghĩ ngợi về chuyện trước đây đúng không? Không hoàn toàn như vậy đâu chú. Tôi bên cạnh cậu bao nhiêu năm mà tôi không biết rõ cậu hay sao? Có điều này tôi muốn nói với cậu. Nếu như quên được quá khứ thì cố mà quên đi. Những lúc cuộc đời xót ta gục ngã mới thấy lòng người chết như gõ đá. Mưa đêm lạnh lùng phong ba bão tố, có ai về gọi niềm thương nhớ? Đêm nay tìm về liêu xiêu xóm cũ, nghe câu hẹn hò dù ta nỗi nhớ. Bao nhiêu kỷ niệm vang lên quá khứ, có xót xa tình cũ. Thư thấy sao? Hay, nhưng mà buồn quá. Âm nhạc về nỗi buồn thì bao giờ cũng ám ảnh hơn, dễ đi vào lòng người hơn. Vậy hả? Thư cũng nghĩ vậy. Thư biết không, ngoài âm nhạc, Khương chỉ nói chuyện được với một người. Má Khương phải không? Ừ. Chứ còn ba Khương chỉ có tiền và công việc. Hai cha con chưa bao giờ nói với nhau quá ba câu. Thư cũng không thấy hai người có gì giống nhau hết. Khương dễ chịu hơn ổng nhiều. Khương dễ chịu? Ừ. Vậy có suy nghĩ gì về đề nghị trước của Khương chưa? Chưa, chưa chút nào. Thư bận lắm. Với lại vậy đó cũng đâu có gì suy nghĩ đâu. Thư, ý Thư là sao? Ngốc ơi, nghĩa là Khương xứng đáng có một tình yêu tròn trịa, tốt đẹp hơn Thư nhiều. Nhưng Khương chỉ cần có Thư thì sao? Thì rõ là đồ khờ chứ sao. Đừng bao giờ chấp nhận một người không yêu mình, dù đó là lý do gì đi chăng nữa. Trời ơi, Thư ác độc vừa vừa thôi. Thư vậy là nhân đạo với Khương lắm rồi đó. Chứ Thư mà nói yêu đại Khương, rồi mai mốt Khương quán Thư sao? Khương thề là sẽ không quán. Đó là Khương nói đó nha. Ừ, Khương nói, Khương không hối hận. Nếu như Khương không hối hận thì Thư sẽ nói. Nói sao? Tụi mình đi về. Công nhận chỗ đó khung cảnh đẹp quá ha. Bác, cô thư ký bữa nay của ba đâu? Sao ba lại đi với cô này?
ba cứ phải diễn cảnh trâu già thích gặm cỏ non cho bạn Dương Thiên Hà xem sao. Con ăn nói hàm hồ, bừa bãi vừa thôi. Lớn rồi, biết chuyện gì nên can thiệp, chuyện gì không nên. Gặp cô được, tôi đã nói với cô tránh xa thằng Khương nhà tôi ra mà. Ba đừng có quá đáng, chuyện của con ba đừng có can thiệp vô. Vậy cũng đừng can thiệp vào chuyện của ba. Chị nhìn cái gì, định mách lẻo hả? Cô không đáng ngay cả với nước bọt của tôi. Em không hiểu tại sao đi đâu em cũng gặp con nhỏ này. Nó không đơn giản đâu, em phải cẩn thận đó. Vấn đề là Nghiêm tin em chứ không tin nó. Để xem nó làm gì được em. Cứ chủ quan khinh địch như vậy, chết lúc nào cũng biết được cùng. Thôi mình đi anh. Thư cho Khương xin lỗi nha. Tại sao mà phải xin lỗi? Thì tại vì ba Khương xúc phạm Thư. Thư đừng để ý những gì ông nói nha. À, chuyện đó hả? Thư thấy không sao hết. Thiệt chứ? Thiệt 100% luôn. Nếu Thư yêu Khương, khi ba Khương nói vậy thì sẽ là một vấn đề to đùng. Còn đằng này mình có yêu nhau đâu, Khương khỏi lo đi. Thư cứ phải nói thẳng, nói toẹt ra như vậy mới chịu được hả? Thì quanh co vòng vèo, rốt cuộc cũng phải nói thật. Nói trước vẫn hơn. Thôi mình về đi. Mấy ngày nay Thư mệt mỏi quá. Thư, là chuyện gì nữa đây? Thư không thể ngồi với Khương một lát được sao? Kem còn chưa ăn hết mà. Thôi để lúc khác đi, hôm nay Thư mệt rồi. Nhớ lúc nào cần á thì cũng sẽ có Khương bên cạnh. Lời đề nghị của Khương lúc nào cũng giữ nguyên giá trị. Thư nhớ chưa? Thư biết rồi. Thôi Khương về đi nha. Giá mà Thư yêu Khương được phải tốt hơn không? Anh gọi tôi. Cô ngồi đi. Có đúng là sáng nay có kết quả dự thầu khu liên danh đúng không? Đúng. Bên nhà thầu nói sẽ gọi điện sang trực tiếp cho người trúng, rồi sau đó mới làm việc với truyền thông để thông báo chính thức. Ủa sao kỳ vậy ta? Đáng ra bây giờ phải có kết quả rồi chứ. Tôi cũng không biết. Cô nghe đi. Alo, dạ công ty Hoàng Thi xin nghe. Dạ, chị đợi một chút. Họ muốn gặp anh. Alo, tôi Nghiêm đây. Dạ, tôi biết rồi. Sao rồi anh?
Có phải là có kết quả thầu không? Đúng vậy. Kết quả như thế nào? Chúng ta trúng thầu rồi. Chúng ta trúng thầu rồi. Trúng rồi. Vui vậy. Đúng rồi đó. Mọi người bình tĩnh. Chắc công ty mình có chuyện vui á. Thôi mọi người về làm việc tiếp đi. Thôi làm việc. Làm đi. Yeah. Tôi biết mà. Tôi biết là mình sẽ thắng mà. Tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Một chuyện vui, công ty chúng ta vừa trúng thầu. Trúng thầu hả? Như vậy là... Chị Thư, chị không được đi. Chị phải giải thích cho tôi, chị vừa làm gì anh Nghiêm? Không như cô nghĩ đâu. Có lẽ anh giải thích thì tốt hơn. Anh nói đi. Tại sao anh lại ôm chị ta? Bây giờ anh lười giải thích lắm. Anh có việc phải đi. Anh không được đi. Thái độ của anh là sao vậy? Anh đang vui. Anh đang cực kỳ vui và phấn khích. Anh vui về chuyện gì? Chúng ta vừa trúng gói thầu lớn. Gói thầu khu liên doanh. Em biết không? Gói thầu khu liên doanh hả? Mình tham dự hồi nào? Tại sao em không biết? Thì bây giờ em biết rồi đó. Anh Nghiêm. Ê, giám đốc mình nay được trúng thầu. Thế nào tụi mình cũng được tăng lương. Chiều nay phải rủ giám đốc đi nhậu mới được. Được đó. Gàng quá ha, rủ giám đốc đi nhậu luôn. Ừ. Anh về rồi hả? Cô tới đây làm gì? Dạ, em chờ anh. Chờ tôi để làm gì? Em xin lỗi. Em không có ý nói như vậy đâu. Không sao. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Anh đừng có nói vậy. Cũng tại anh mà người ta mới nói như vậy đó. Tôi làm sao? Thì anh đi chơi với người khác vui vẻ lắm mà. Đâu có thích gì đi chơi với tôi. Tôi đi với ai chứ? Cái người đi chung với anh trong siêu thị đó. Thân mật ngọt ngào lắm mà. Trời đất. Là chị Thư đó hả? Ai biết chị Thư của anh là ai đâu. Là Ngân thấy tôi với chị đi trong siêu thị đó hả? Ừ. Rồi lại mặt giận. Không muốn chơi với tôi nữa hả? À, vậy là có người ghen. Có người ghen kìa. Ai ghen hồi nào? Tôi về. Ê, Ngân. Của tôi. Hôm bữa tôi nhờ chị dẫn đi mua quà cho Ngân. Ai dè đâu bị Ngân ghen. Thì ai biết đâu, thấy hai người thân mật vậy kia mà. Vậy sao không gọi tôi? Cứ gấp mất không nhận quà của tôi hả? Người ta đã xin lỗi rồi mà. Vậy bây giờ tôi nhận lại quà được không? Ok, đợi tôi chút nha. Chờ tôi với. Lát đang gặp chơi chung nha. Vậy ba đứa mình đi ha. Ừ, được đó. Anh Khâm hả?
Có đúng thiệt là anh Nghiêm đã rút chân hoàn toàn khỏi dự án khu giải trí không? Tất nhiên. Có gì mà em lại thắc mắc? Thằng đó nó bị hất cẳng, giờ còn u uất không? Là do anh âm mưu hất cẳng ảnh hay là ảnh tự rút? Em sao vậy? Sao toàn hỏi những câu ngớ ngẩn vậy? Có chuyện gì? Vì anh Nghiêm vừa nói là bên công ty đã trúng thầu dự án KLD. Mà như vậy nghĩa là anh tham gia dự thầu khi mà còn chưa bị bên anh hất cẳng đó. Em nói thật à? Khổ quá, em nói thiệt. Anh đã thông báo xong cho lão Khâm chưa? Nếu chưa xong á thì cứ nói tiếp đi. Nói xong rồi á, vô phòng gặp tôi. Hình như họ có chuyện gì đúng không? Sao tôi biết? Nhiều chuyện quá. May thiệt đó. Anh đang tính gọi điện cho lão Khâm, nói cho lão Khâm biết để lão Khâm tức chơi. Không ngờ em lại làm giùm cho anh việc đó. Em đúng là người hiểu anh đó. Sao? Không có gì nói sao? Anh đã biết em phản bội anh rồi đúng không? Đúng. Anh đã biết. Và đã biết từ lâu rồi. Anh đã biết em phản anh. Vậy mà anh vẫn tính chuyện cưới xin với em là sao? Em diễn kịch với anh thì anh cũng diễn lại cho vui đó mà. Gì vậy? Em sao vậy? Tình hình thế nào? Thằng Nghiêm nó biết hết rồi à? Vấn đề là nó biết từ bao giờ? Biết từ lâu rồi. Không. Không có lý nào. Tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta từ lâu. Ngay cả dù dự án khu giải trí cũng vậy. Làm gì có chuyện đó? Nó làm sao biết được? Anh và Đoàn Minh liên kết hất cẳng đó. Thì dự án KLD là bằng chứng đó. Anh ta biết mình sắp bị hất cẳng nên mới bám vào đó. Không,
không thể vậy được. Chẳng có gì là không thể. Anh xem xét lại kỹ dự án khu giải trí kia đi, xem coi vấn đề nó nằm ở đâu. Anh có tưởng tượng được không? Ngay cả chuyện em cố tình bắt chước bà vợ của anh, Nghiêm cũng biết luôn. Anh ta nhìn em diễn trò bao lâu mà không thèm phản ứng. Em còn tưởng anh ta yêu em thiệt, nhưng hóa ra không phải anh ta mắc mỹ nhân kế, chỉ có em là mắc mỹ nam kế thôi. Thôi đi, đừng có làm anh rối lên vì ba cái chuyện dớ dẫn nữa. Em nghĩ coi, thằng đó còn có thể âm mưu được chuyện gì nữa. Em làm sao biết được anh ta nghĩ cái gì. À, nhưng trước khi đi anh ta có nói một câu. Câu gì? Anh ta nói cô hãy chờ ngày lão Khâm Sa này đi.